Tâm của chúng ta càng bén nhạy, và khi đó bất kỳ một cái cảnh nào chợt xuất hiện chúng ta đều có thể phát hiện được. Ví dụ như một người khác giới vừa mới đi ngang qua, chúng ta vừa thoáng thấy cái bóng, chúng ta kiểm soát tâm ngay lập tức, xem coi có phải dục tư duy hay không. Nếu như cái tà tư duy xuất hiện thì diệt trừ nó đi. Hoặc là chúng ta đang đi ngoài đường, một cái hình ảnh nào đó xuất hiện trong tầm mắt của mình, ngay lập tức tâm kiểm tra coi nó có phải là tà tư duy hay không. Nếu có thì chúng ta diệt trừ nó ngay lập tức. Hoặc là khi chúng ta nghe một âm thanh, luôn luôn cảnh giác xem nó có phải là tà tư duy hay không. Chính bởi vì như vậy đó, khi mà chúng ta thực hành, chúng ta giống như một người chiến sĩ canh gác. Bất kỳ có một đối tượng nào xuất hiện, chúng ta ngay lập tức phân biệt đây có phải là kẻ địch hay không. Và nhờ như vậy đó, các cái tà tư duy nó không có cơ hội ngự trị ở trong tâm của chúng ta, bởi vì khi nó vừa chớm xuất hiện là chúng ta đã diệt nó ngay. Còn nếu như chúng ta không phát hiện nó một cách kịp thời, chúng ta để nó xâm nhập vào, chúng ta để nó phát triển, thì chúng ta sẽ chịu nhiều sự tai hại. Thì sự tai hại ở đây Đức Thế Tôn gọi là phiền toái và nhiệt não. Thì cái phiền toái và nhiệt não nào chúng ta sẽ phải gặp? Đầu tiên, khi chúng ta để các cái tà tư duy đó thâm nhập vào trong tâm của chúng ta thì dục lậu tăng trưởng. Bởi vì khi chúng ta suy tư về những cái tà tư duy đó, chúng ta sẽ gieo cái nhân để cho lòng tham dục, sự luyến ái và sự luân hồi sanh tử. Và chính bởi vì những cái tà tư duy đó đưa đến tái sanh, cho nên nó làm cho hữu lậu tăng trưởng. Như sư nói ngay từ bữa trước, khi mà chúng ta nhìn một bông hoa đẹp thì cái bông hoa đẹp đó nó làm cho chúng ta thích thú. Và khi chúng ta thích thú, chúng ta gieo cái nhân luân hồi sanh tử qua đời sau kiếp khác. Chỉ bởi vì xuất phát từ việc nhìn một bông hoa đẹp mà thích thú. Cho nên khi chúng ta kiểm soát tâm của mình, cái tâm ưa thích phát hiện xuất hiện là chúng ta phát hiện ra ngay. Và ngay lập tức chúng ta diệt trừ nó. Thì nhờ như vậy chúng ta không có tạo ra cái hữu lậu, tức là không tạo ra cái duyên cho sanh tử. Còn nếu như chúng ta không phát hiện thì nó tạo duyên cho sanh tử. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ mãi sanh tử luân hồi. Bởi vì
Một ngày chúng ta sinh hoạt đâu chỉ đơn giản là nhìn một bông hoa đẹp. Chúng ta còn nhìn rất nhiều thứ, nghe rất nhiều thứ, suy tư rất nhiều thứ. Đấy. Rồi cái sự dính mắc vào những cái tà tư duy đó, nó sẽ làm cho kiến lậu tăng trưởng. Và tất cả những cái mà sư vừa nói đó, đó chính là vô minh lậu. Và bây giờ chúng ta đi qua đến cái phần tiếp theo là các lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tu tập. Ở đây có cái chữ là Phawana, thường xưa giờ các ngài dịch là tu tập. Có bao giờ quý vị suy tư là tu tập là cái gì không? Xưa giờ mình nghe tu nhiều lắm, tôi đi tu. Hoặc là bây giờ tôi phải tu thôi, cái miệng tôi cần phải tu, tu nhân tích đức, ví dụ như vậy. Chúng ta nghe cái từ tu rất là nhiều, đặc biệt là từ tu tập ở trong kinh Tạng. Thì cái từ tu tập á, dịch từ cái từ Phawana. Có vị á, thì dùng cái từ là tu tiến. Đấy. Thì tu tập là cái gì? Theo Pali đó, thì Phawana đó là xuất phát từ cái từ là Phaweti, tức là sự phát triển. Mà nếu như chúng ta dùng cái từ sự phát triển á, nhiều người thấy nó không có cái mùi tâm linh. Tại vì nghe nó rõ quá, nó không có cái mùi tâm linh. Đó. Thành ra là đôi khi chúng ta dùng cái từ tu tập á, thì nghe nó tâm linh hơn. Nhưng nếu như chúng ta suy nghĩ đúng á, thì đó là sự phát triển. Phát triển ở đây là phát triển cái gì? Ở đây Đức Thế Tôn đề nghị là phát triển về thức giác chi. Và thức giác chi là một cái điểm rất là quan trọng trong giáo lý mà chúng ta phải biết. Cái thức giác chi này đầu tiên là chúng ta đi đến cái niệm giác chi. Cái niệm từ Bali có nghĩa là sati. Niệm là gì? Niệm là sự ghi nhớ. Chúng ta nghe cái từ niệm rất là nhiều, nhưng cái từ niệm ở nếu mà đúng á, nó không có mang ý nghĩa là tụng đọc. Nhớ nha, niệm ở đây không mang ý nghĩa tụng đọc. Nếu như quý vị học cái chữ Hán á, thì cái chữ niệm á, là cái bộ cái chữ kim ở trên và cái chữ tâm ở dưới. Kim á, chữ kim ở trên á, nó có nghĩa là hiện tại. Còn cái chữ tâm ở dưới đó có nghĩa là sự ghi nhớ. Thì tức là cái sự ghi nhớ ngay trong hiện tại này đó, thì Hán định nghĩa đó là niệm. Nhưng mà cái niệm ở đây thì nó không phải là chữ Hán có bộ khẩu, tức là phải dùng cái miệng để tụng ra thì không phải nha. Ở đây sự ghi nhớ là ghi nhớ cái gì? Theo như ở trong Milinapanha, tài liệu mà sư gửi cho quý vị đó, thì có ghi rõ niệm thì có tác dụng là khi sanh lên á, nó làm cho chúng ta không nhầm lẫn cái gì là pháp thiện, cái gì là bất thiện, cái gì là đúng pháp, cái gì là phi pháp. Rồi nhờ như vậy đó, chúng ta biết được cái gì nên thực hành và cái gì không nên thực hành. Ở trong Milindapanha có đưa ra một ví dụ giống như một ông quan giữ kho sẽ trình bày cho nhà vua biết là trong kho đó có bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc, bao nhiêu kim cương, bao nhiêu vải, bao nhiêu gỗ. Thì trong kho có cái gì
vị quan đó trình bày cho nhà vua biết. Cái ánh niệm cũng vậy đó, nhiệm vụ của ảnh là trình bày một cách trung thực cái gì nó đang diễn ra. Ảnh chỉ có mỗi một cái trách nhiệm đó thôi. Nhưng mà nhớ, khi ảnh trình bày như vậy đó, ảnh phải biết là ảnh đang trình bày cái gì. Nó giống như khi mà chúng ta lắp đặt một cái camera quan sát, thì đầu tiên cái camera quan sát đó nó sẽ trình bày trung thực những cái lọt vào trong cái camera để nó hiển thị lên trên màn hình. Thì trên màn hình nó không hề có cái chuyện thích và ghét ở đây, nó không hề có chuyện thiện và ác ở đây. Tức là có cái gì nó trình bày đúng cái đó. Nhưng mà ở đây, trong cái camera quan sát nó còn có thêm một cái tác dụng nữa, đó là phân biệt để nó biết là cái cảnh nó đang nhìn ấy, là cái gì. À, có con người, có con chó, rồi có cái bàn, có cái ghế, có bức tường, có cái cửa. Nó phải phân biệt được cái đó, chứ nó không đơn giản là có cái gì là tôi đưa lên hết cái đó mà tôi không biết đó là cái gì. Thì không phải. Cho nên khi cái niệm sanh khởi, nó sẽ báo cho chúng ta biết cái gì nó đang diễn ra. Ví dụ như tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm không có tham, biết tâm không có tham. Rồi tâm có sân, biết tâm có sân. Tâm không có sân, biết tâm không có sân. Cho đến cái chuyện là chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, nó đều biết. Khi chúng ta đi thì cái niệm nó trình bày, nó thuật lại đúng cái nó đang biết là đang đi. Hoặc khi chúng ta đứng, nó trình bày đúng là đang đứng. Cho đến những chuyện là ăn, uống, nhai, nếm, cho đến những chuyện là tiêu, tiểu, thì nó đều trình bày lại đúng sự thật cái gì nó đang diễn ra. Thì đó là trách nhiệm của anh niệm. Đầu tiên nó quan sát và trình bày lên cho chúng ta biết cái đó là cái gì, là thiện hay là bất thiện. Nhớ giùm, nhiệm vụ của anh niệm chỉ là trình bày, chứ ở đây ảnh không hề có sự thích ghét, không hề có sự phán xét ở trong đó. Anh niệm ảnh rất là vô tư, ảnh mang tính trung lập. Ảnh thấy một cái điều xấu thì ảnh trình bày, ảnh thấy điều tốt thì ảnh trình bày. Ảnh không hề đưa ra một cái suy tư, một cái quyết định là nên làm gì với cái chuyện tốt và xấu đó. Đó không phải trách nhiệm của ảnh. Trách nhiệm của anh niệm là có cái gì đưa lên cái đó, đơn giản như vậy thôi. Và quý vị khi mà đi thực hành tứ niệm xứ, thường hay nghe nhất là cái gì? Có cái gì, biết cái đó. Làm cái gì, biết cái đó. Và chúng ta gọi đó là chánh niệm. Thì đó, cái trách nhiệm của anh niệm làm đúng như vậy. Có cái gì thì trình bày trung thực cái đó, không thiên lệch bất kỳ cái gì. Và ở đây đó, chúng ta có bốn cái pháp để giúp cho niệm giác chi được sanh khởi. Thứ nhất là thường sống trong chánh niệm. Thường sống trong chánh niệm ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nhai, nếm,
tiêu tiểu, tất cả các cái sự việc lớn nhỏ chúng ta đều quan sát nó, đều quan sát nó và trình bày một cách trung thực là cái gì nó đang diễn ra. Và sư nhắc một điều để cho quý vị nhớ là cái chuyện chúng ta quan sát đó đó, chúng ta vẫn sinh hoạt như bình thường, chứ không phải là chúng ta cố ý làm cho khác người. Có nhiều người á, khi họ quan sát thì họ đi thiệt là chậm, đi thiệt là chậm. Cái kiểu mà nhắc á, giống như là bà mẹ mà nhắc đứa con vậy đó, là bước nhất là nhất là nhất là nhất là bước 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 là bước là đạp là đạp là đạp là đạp là rồi nhất là nhất là nhất là nhất là bước là bước bước là bước là đạp là đạp là đạp là đạp là. Thì nhắc, cái chuyện nhắc đó cũng là niệm, nhưng mà quý vị có thấy xưa tới giờ có ai nó làm cái chuyện lạ đời như vậy hay không? Mình tu á thì mình cũng khác người vừa thôi, chứ còn mình tu mà mình thấy nó khác quá thì ai dám tu. Và xin thưa các vị tỳ kheo thời Đức Phật cũng không ai làm như vậy, các vị vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là cái chuyện sinh hoạt á nó nhẹ nhàng. Thứ nhất là nếu chúng như chúng ta sinh hoạt một cách lăng xăng thì cái niệm nó theo không kịp nha, và cái định nó bị mất. Cho nên sinh hoạt một cách nhẹ nhàng nhưng mà vẫn sinh hoạt như bình thường. Một ngày vị tỳ kheo phải giữ chánh niệm từ khi mở mắt cho đến khi nhắm mắt. Điều đó đồng nghĩa là khi vị đó đi khất thực cũng phải giữ gìn chánh niệm. Mà quý vị nghĩ cái chuyện mà mình khất thực giữ gìn chánh niệm mà đi nó chậm rề rề như vậy chừng nào mới ra khỏi cổng chùa? Chứ đừng nói đến cái chuyện là đi vào trong xóm làng rồi hoằng pháp độ sanh. Cho nên sư có lý do để sư nói chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, chẳng qua là chúng ta không có lăng xăng nữa. Và có cái gì chúng ta ghi nhận nó đúng y chang như vậy. Ở đây không có sự thích ghét. Và cái trách nhiệm của anh niệm á, có cái gì anh trình bày đúng y chang như thế. Như sư nói, nó giống như một cái camera, nó quay chụp cái khung cảnh, có cái gì nó hiển thị trung thực lên cái đó. Và nó chỉ có thêm một cái chức năng là phân biệt, là nó đang nhìn cái gì, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nhớ nha, cái chuyện thực hành tứ niệm xứ á, nhiều đó thôi chưa có đủ đâu. Nhưng mà ở đây sư đang nói về khía cạnh của anh niệm, tức là trách nhiệm, vai trò và tác dụng của anh niệm. Còn những vấn đề khác là thuộc phạm trù của những anh khác. Cái thứ hai đó là chúng ta phải tránh xa những người thiếu niệm, tức là những người không có sự ghi nhớ hay quên. Nghĩa là đó, họ không biết là họ đang làm cái gì, đi không biết là mình đi, đứng không biết là mình đứng, đầu óc á, nghĩ lăng xăng lăng xăng. Và xin thưa cái người thiếu niệm này đa phần là chính chúng ta. Bằng chứng, đang lái xe chúng ta có ghi nhận biết là chúng ta đang lái xe hay không, hay đang lái xe là đầu óc á, nghĩ về chuyện trên trời dưới đất, hoặc là đang ngồi chúng ta đang ngồi nghe pháp, chúng ta có biết rõ chúng ta đang ngồi nghe pháp hay không, hay là đầu óc của chúng ta đó nó bay nhảy về ở trong nhà, bay nhảy về cơ quan. Chứ đừng nói chi đến những cái chuyện là đi đứng nằm ngồi. Giống như khi mà chúng ta đang ăn cơm đi, vừa ăn cơm
vừa mở tivi lên coi, thì khi đó rõ ràng là chúng ta không có niệm. Bởi vì chúng ta đâu biết là chúng ta đang ăn cơm. Cái niệm chúng ta nó chạy đi chỗ khác. Cho nên phải cẩn thận. Và cái điều tiếp theo là gần gũi người nhiều niệm, là thường xuyên sống gần những người có niệm. Cứ sống gần những người đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Gần gũi các vị đó thì tự nhiên chúng ta cũng học hỏi được. Và cái phương pháp cuối cùng đó là gì? Có sự chuyên tâm khi thực hành các pháp ở trên. Nghĩa là sao? Nghĩa là ba cái phần ở trên á, khi chúng ta thực hành, chúng ta phải có sự chuyên chú, cần phải có sự chuyên tâm. Chứ không phải là chúng ta thực hành rồi đầu óc chúng ta bay nhảy đi chỗ này chỗ kia. Cái sự chuyên tâm này đó là một điều kiện rất quan trọng cho tất cả các giác chi. Nhớ dùm chuyện này. Tiếp theo đó, chúng ta qua đến cảnh pháp giác chi. Tại sao hồi nãy sư nói đó, bản thân cái anh niệm á chưa có đủ. Đặc biệt là khi quý vị thực hành tứ niệm xứ, cái chuyện mà có cái gì biết cái đó đó, nó chưa có đủ. Chính vì như vậy chúng ta mới cần cái trạch pháp giác chi. Thì cái trạch pháp á, nghĩa là sự lựa chọn pháp. Mà sở dĩ chúng ta gọi là giác chi á, là bởi vì đây là sự lựa chọn các pháp nhằm mục đích đi đến giác ngộ giải thoát. Trạch pháp nghĩa là sao? Nghĩa là đó, khi cái anh niệm á, ảnh trình bày cho chúng ta biết cái gì nó đang diễn ra, thì trách nhiệm của anh trạch pháp là người đưa ra quyết định. Giống như là khi chúng ta quan sát trên cái màn hình giám sát, chúng ta thấy cái cửa nó mở, nó chưa có đóng cửa, cần phải đóng cửa, thì chúng ta quyết định đóng cửa. Hoặc là chúng ta thấy tên ăn trộm nó đang nạy cửa vào, thì cần phải đuổi tên ăn trộm đi. Cái chuyện của anh niệm giác chi đó là ảnh chỉ làm một chuyện là báo cáo có tên ăn trộm hết. Ảnh không đưa ra quyết định, mà cái anh đưa ra quyết định là phải đuổi tên ăn trộm đi, là trách nhiệm của anh trạch pháp giác chi. Phân biệt dùm nha. Anh trạch pháp ảnh sẽ đưa ra quyết định là đuổi tên ăn trộm đi, hoặc là mình nhìn trên màn hình á, thấy có khách tới nhà, thì cái anh niệm giác chi đó ảnh chỉ trình bày một sự thật là có khách đến nhà. Còn làm cái gì với ông khách đó, nó không phải trách nhiệm của anh niệm giác chi, mà anh trạch pháp giác chi ảnh sẽ làm. Ảnh sẽ đưa ra quyết định là mời người khách đó vào nhà, hay là cứ giả vờ như không có ai ở nhà. Thì đó là trách nhiệm của anh trạch pháp giác chi. Ở đây đó, khi chúng ta quan sát thân và tâm của mình, anh niệm ảnh trình bày một sự thật là cái gì nó đang diễn ra với mình vậy. Còn anh trạch pháp á, ảnh sẽ quyết định là mình nên làm cái gì với nó. Xin lấy ví dụ, khi chúng ta có cái tâm tham, hôm nay vào chùa thấy chùa có cái món ăn ngon quá, thấy có tâm tham, anh niệm giác chi á, anh chỉ trình bày
có tâm tham ha. Còn anh chật pháp, anh sẽ quyết định là tâm tham này cần phải loại bỏ. Rồi khi mà chúng ta đi đến gặp mà đi đến chùa đó, chúng ta nhìn thấy một cái lớp học, ví dụ như chúng ta nhìn lớp học này, thì anh chật pháp anh sẽ đưa ra quyết định là ngồi xuống học. Nhớ cái sự lựa chọn của chật pháp á, là sự lựa chọn đúng pháp thì mới gọi là chật pháp, còn sự lựa chọn sai thì không gọi là chật pháp giác chi. Sự lấy ví dụ, chúng ta gặp một cái người nghèo khổ, trong túi chúng ta có tiền, thì anh niệm giác chi đó, anh sẽ cho chúng ta biết thứ nhất là có người nghèo khổ, thứ hai là túi có tiền. Anh không đưa ra quyết định, bây giờ mình mới đưa ra quyết định. Nếu như chúng ta đưa ra quyết định là bố thí cho cái người nghèo đó, thì đó là chật pháp giác chi. Nó quyết định chúng ta nên bố thí và diệt trừ lòng bỏng sẻn. Nhưng nếu như chúng ta để lòng bỏng sẻn chiến thắng, chúng ta quyết định làm lơ đi, thì khi đó chật pháp giác chi không xuất hiện. Nhớ giùm, chứ đừng có nghĩ là bây giờ tôi nghèo quá, tôi thấy người ta hớ hên cái túi để trên bàn không ai coi, rồi tôi quyết định tôi lấy cái túi đó mà gọi đó là chật pháp giác chi, thì không phải nha. Chính bởi vì như vậy đó, sư không đồng ý một cái ví dụ như thế này. Ở quý vị có thể thường nghe ở trong thiền, đó là một cái anh ăn trộm, ảnh đi anh nạy cửa, thì ảnh gặp vị thiền sư. Vị thiền sư chỉ nói là làm cái gì thì biết cái đó. Sư không đồng ý ví dụ này. Bởi vì sao? Bởi vì khi anh có cái lòng ăn trộm xuất hiện, thì anh niệm giác chi, anh sẽ báo cáo trong tâm có cái tâm muốn đi ăn trộm. Thì khi đó cái anh chật pháp giác chi, anh phải ra quyết định, đây là tâm bất thiện, phải chấm dứt. Thì ngay từ thời điểm đó mình đã ngưng được chuyện ăn trộm rồi, chứ không phải đi đến cái chuyện là mình nại cửa, biết là mình nại cửa, chui vào trong nhà gọi là nhập nha, biết là nhập nha, rồi ăn trộm, biết là ăn trộm, thì không phải như vậy. Rất nhiều người bị băn khoăn về vấn đề này. Một cái ví dụ nhạy cảm hơn mà một số vị bị, đó là gì? Nam nữ gần gũi nhau thấy kỳ quá sư, rất lên gặp mấy ông sư thấy kỳ quá không được, cứ làm cái gì biết cái đó, nó kỳ quá, lên hỏi ông sư. Một số vị lại đưa ra cái lời khuyên là cứ làm cái gì biết cái đó, có chết người không? Trong khi đó, nếu như đúng là anh đang thực hành á, sư đang nói đúng anh đang thực hành nha, còn cái chuyện ngoài đời là chuyện của quý vị. Thì khi cái tâm tham ái xuất hiện, mình biết ngay cái tâm tham ái xuất hiện, và từ đó cho nó chấm dứt, coi như chết từ trong trứng nước. Quý vị có thể nói là như, nói như sư như vậy thì đời sống ở gia đình tụi con phải làm như thế nào? Xin thưa, cái phương pháp tu tập này là phương pháp tu tập dành cho người xuất gia quý vị à. Nhưng mà bây giờ lỡ tới rồi thì sư phải dạy cho quý vị thôi. Chứ còn cái phương pháp tu tập này là phương pháp dành cho những người xuất gia ly dục. Cái kiểu đó nó cũng giống như cái tên ăn trộm vào hỏi, sư dạy như vậy rồi làm sao con ăn trộm được nữa, thì sư chịu thua nha. Tại vì phương pháp này là phương pháp nhằm loại trừ những tâm bất thiện
thiện ra khỏi cái tâm của mình, nhằm giúp cho mình có một đời sống ly dục. Chính bởi vì như vậy đó, sư không đồng ý cái chuyện là thực hành tứ niệm xứ ở đời. Xin thưa, ở đời làm sao thực hành được tứ niệm xứ? Ở đời tham một đống, sân một đống, si một đống, chưa kể vợ chồng nam nữ gần gũi nhau, thực hành cái kiểu gì? Chính bởi vì như vậy đó, anh Cạch Pháp á, thì có đôi khi chúng ta không xài được đối với đời sống cư sĩ, nhưng có đôi khi chúng ta xài được. Thì biết khôn thì mình lựa cái gì xài được đó mình xài. Ví dụ như mình đang ăn mà mình thấy một cái con chó đói nó đi ngang qua, thì cái anh niệm giác trí ảnh báo cho mình biết cái gì nó đang diễn ra. Nhưng cái anh Cạch Pháp á, ảnh cho ra cái quyết định là nên cho con chó nó ăn. Hoặc khi mà chúng ta chuẩn bị chúng ta gặp một cơ hội làm từ thiện, một cơ hội bố thí cúng dường, thì anh Cạch Pháp giác chi ảnh sẽ quyết định là nên đi làm từ thiện, nên đi bố thí cúng dường. Hoặc chủ nhật tới ở đây có khóa tu hả, thì anh niệm ảnh nhắc cho mình nhớ ngày mai có khóa tu, thì anh Cạch Pháp ảnh đưa ra quyết định là ngày mai đi tham dự. Thì trong những trường hợp như vậy, anh Cạch Pháp ảnh làm việc được. Còn khi quý vị áp dụng vào những trường hợp mà cư sĩ xài không được á, thì khi đó mình sẽ phiền não. Nó sẽ giống như cái bài kinh ví dụ con rắn cũng trong Trung Bộ. Đức Thế Tôn ví dụ khi mà bắt con rắn, mình bắt không đúng cách mình sẽ bị rắn cắn. Học đạo và hành đạo cũng vậy, có những trường hợp mà mình xài không được, mình đưa vô nó chật quẻ, thì khi đó mình sẽ phiền não. Bởi vì ở trong Trung Bộ chúng ta đi vào trong pháp hành, mà cái pháp hành này hầu hết là dành cho những người ly dục, dành cho những người xuất gia. Nhưng nó không có nghĩa là hàng tại gia quý vị không xài được. Nhưng mà cái khả năng áp dụng của quý vị nó không có trọn vẹn như các vị tu sĩ, mà nó chỉ hạn chế ở một vài mặt nào đó thôi. Thì mình cứ coi cái nào mình áp dụng được thì mình áp dụng, cái nào mình xài được thì mình xài. Và ở đây đó, chúng ta có 6 cái pháp trợ sanh cho Cạch Pháp giác chi. Tức là nhờ 6 cái điều này nè mà Cạch Pháp của chúng ta tăng trưởng. Thứ nhất á, là chúng ta phải thường xuyên hỏi đạo. Tại sao vậy? Cái chuyện mà chúng ta thường xuyên hỏi đạo á, nó sẽ giúp cho chúng ta có những quyết định đúng đắn. Đôi khi á, chúng ta vẫn biết đây là thiện, đây là bất thiện, đây là nên làm, đây là không nên làm, nhưng mà chúng ta vẫn rất băn khoăn không biết phải quyết định như thế nào. Xin lấy ví dụ, bây giờ ngày mai có hai chương trình. Một là chương trình lạy Ngũ Bách Danh, hai là chương trình hành thiền tứ niệm xứ, rồi thêm cái ba nữa đi, là đi kiển 10 cảnh chùa. Thì bây giờ đó mình băn khoăn quá, mình không biết nên làm cái gì. Thì trong những trường hợp đó mình cần phải hỏi đạo. Thì những vị biết chuyện, có kiến thức,
các vị đó sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp. Sư lấy ví dụ, cái chuyện mà lạy Ngũ Bách Danh á, thì đúng là không phải lúc nào cũng có, nhưng mà mình ở nhà mình làm cũng được, hoặc là mình vào chùa thì mình làm cũng được. Cái chuyện mà đi ngắm 10 cái kiển chùa đó bình thường mình đi cũng được, nhưng mà cái chuyện hành thiền á, không phải lúc nào mình cũng có cơ hội. Thì cái chuyện hành thiền đó nó quan trọng hơn. Hoặc là ngày hôm nay mình muốn đến chùa, muốn học pháp, mình đã có quyết định đi đến chùa học pháp rồi, tức là cái trạch pháp giác chi mình đã có cái quyết định rồi, nhưng mà không biết sao ông xã ông cứ cằn nhằn hoài, mình đi chùa là tốt cho gia đình mà tại sao ông xã ông cằn nhằn hoài, rồi tại sao mà ba mẹ chồng cằn nhằn hoài cái chuyện là mình đi chùa. Thì phải hỏi đạo. Hỏi để chi? Để biết cái vấn đề của mình nằm ở đâu. Sư lấy ví dụ, trong trường hợp cụ thể này, phải xem coi trước khi mình đến chùa, mình đã làm đầy đủ các cái bổn phận của mình hay chưa. Chuyện nhà chưa làm, lo cho chồng chưa xong, lo cho con cái chưa xong, cái gì nó cũng còn đầy ở nhà hết. Lo đi chùa, ông chồng về thấy nhà cửa bừa bộn, không thấy bà vợ đâu, hỏi sao đi chùa rồi. Thì có phải là mình chưa có những cái sự thu xếp và quyết định thông minh hay chưa? Mà sư nói cái này á, là sư dựa vào ở trong thanh tịnh đạo mà sắp tới quý vị sẽ học vào ngày thứ năm. Đó là trước khi mình muốn tu tập, đến chùa, học đạo, hành thiền, cái chuyện chúng ta cần làm là phải hoàn tất bổn phận của mình trước cái đã. Chứ nếu không thì chính những cái bổn phận mà chúng ta chưa có làm xong á, nó sẽ níu kéo chúng ta và chúng ta sẽ không làm được gì hết. Thì đó đó là một vài ví dụ để cho quý vị thấy là chúng ta phải hỏi đạo. Bởi vì có những chuyện chúng ta biết, nhưng mà cái biết của chúng ta chưa tới, cho nên cái quyết định của chúng ta còn thiếu sót, cái trạch pháp của chúng ta còn thiếu sót, thì chúng ta phải hỏi đạo để biết được nên quyết định như thế nào. Cái mà sư thường nghe nhất, ví dụ như bây giờ bạn bè lâu ngày gặp lại, hoặc sếp mời, thì có nên đi nhậu hay không? Thì những cái trường hợp đó cứ hỏi đạo. Rất nhiều những cái vấn đề, thành ra là mỗi một cái buổi, mỗi một tuần là sư gặp 20 câu hỏi vấn đáp Phật pháp. Cho nên cái chuyện hỏi đạo nó giúp cho chúng ta tăng trưởng trạch pháp giác chi. Cái thứ hai là chúng ta phải giữ gìn trú xứ được thông thoáng. Nghe nó hơi lạ. Giữ gìn trú xứ được thông thoáng. Bởi vì khi chúng ta giữ gìn trú xứ được thông thoáng, nó được cái lợi như thế này, là chúng ta thường rèn luyện để xem coi cái gì nên giữ mà cái gì nên bỏ. Rác phải đem bỏ, rồi đồ cần thiết là phải đem giữ. Và cái chuyện mà trú xứ của chúng ta thông thoáng thì đầu óc của chúng ta cũng thông thoáng, và nó sẽ không có bị rối. Và cái thứ ba đó là chúng ta phải quân bình các căn, tức là tính, tấn, niệm, định và tuệ.
Tại sao chúng ta phải quân bình các căn? Bởi vì khi mà cái anh tính, tức là cái niềm tin mà ảnh tăng trưởng quá cao thì cái tuệ nó sẽ suy giảm. Đây là chuyện hết sức quan trọng. Thành ra đó, nhiều người tin ông thầy mình quá, tin cái đường lối mà mình đi theo, tin quá. Mà chính bởi vì họ làm cho cái niềm tin của họ tăng trưởng quá nhiều, nó dẫn đến cái trí tuệ của họ bị suy giảm. Và cái tính đó nó trở thành cuồng tính. Mà khi cuồng tính rồi đó, ông thầy ổng dạy sai thì mình cũng không biết, và thậm chí mình sẽ bảo vệ cho cái sai của ông thầy. Và từ đó cái trạch pháp giác chi của mình á, nó biến mất. Nó có một cái ví dụ ở bên Mỹ. Đó là họ nói là cái chế độ của họ là chế độ dân chủ. Họ bầu cử thì nó có hai cái đảng. Thì có nghĩa là người dân họ được lựa chọn. Nhưng cái vấn đề là người dân họ chỉ lựa chọn cái người theo đảng của họ thôi. Ví dụ như người ở cái bang mà theo đảng Cộng Hòa thì họ chỉ lựa chọn cái người theo cái người đứng đầu của đảng Cộng Hòa. Còn người mà theo bang Dân Chủ họ lựa chọn cái ông mà theo Dân Chủ. Thì mang tiếng là lựa chọn, nhưng mà họ chỉ tin cái người theo phe của họ thôi. Sư đưa ra một cái ví dụ nó gần gũi hơn. Bây giờ cho quý vị bình chọn. Một là cái ngôi chùa An Lạc nơi quý vị đang tu tập nha. Cái vị thầy đang hướng dẫn quý vị. Và một cái ngôi chùa lạ quắc lạ quơ nào đó. Ông thầy mình không biết, ngôi chùa mình không biết. Bây giờ cho quý vị lựa chọn thì chúng ta cũng lựa chọn đó, nhưng mà chúng ta kêu gọi nhau là hãy bình chọn cho cái ngôi chùa này, cho ông thầy của mình. Chứ mình đâu có kêu gọi là bình chọn cho cái ông thầy kia. Cũng là lựa chọn, nhưng mà do niềm tin của mình nó đã tăng trưởng quá mạnh, dẫn đến trí tuệ chúng ta bị suy giảm. Chúng ta thiếu thông tin, chúng ta không còn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan nữa. Thành ra đó, mang tiếng là được lựa chọn, nhưng chúng ta lựa chọn theo cái đã định sẵn rồi. Cho nên phải cẩn thận, phải làm cho cái anh tính nó vừa phải. Khi anh tính anh vừa phải thôi, niềm tin vừa phải thôi, thì trí tuệ nó mới có chỗ để nó phát triển. Đặc biệt là người nữ. Tại sao chúng ta gọi là thiện nam mà tính nữ? Là bởi vì người nữ họ đặt rất nặng về vấn đề niềm tin. Niềm tin của họ rất là mãnh liệt. Xin thưa nha, cưng mấy ông thầy tu không ai bằng phụ nữ. Mấy ông nam thì giỏi lắm là tới học đạo thôi, chứ còn mà nuôi mà chăm sóc mấy ông thầy tu là chỉ có mấy bà mấy cô. Nhưng mà cũng từ đó mà phát sinh đủ thứ vấn đề, cũng bởi vì niềm tin của các cô các cậu, các cô các bà. Cho nên đặc biệt là phụ nữ phải kiểm tra kiểm soát niềm tin của mình để nó ở cái mức độ vừa phải thôi. Để chi vậy? Để còn chừa chỗ cho cái trí nó xuất hiện nữa. Chứ còn mình nó đẩy niềm tin lên cao quá, thương ông sư quá, thương ông thầy quá, rồi là coi như là mình khỏi thấy đường luôn. Trong đạo như vậy, ngoài đời cũng như thế. Đừng để cái niềm tin của mình vào một cái gì đó mà nó làm cho mình không còn sự lựa chọn nữa. Thành ra là ở ngoài nó có cái gọi là phanh cuồng.
Thực tế thì cái phanh cuồng nó cũng xuất phát từ cái chuyện là tin một đối tượng nào đó quá, nó dẫn đến là trí tuệ bị suy giảm. Cho nên phải cân bằng. Còn khi mà cái anh người anh thiện nam, ảnh lại có vấn đề của ảnh chứ không phải là không. Vấn đề của ảnh là gì? Là ảnh đặc biệt cái trí nó đặc biệt mạnh. Nhưng cẩn thận, khi cái trí của anh quá mạnh, anh đâm ra anh nghi ngờ đủ thứ hết, anh không tin một cái gì hết, coi như là đúng cái gì cũng nghi. Nói là không tin một cái gì hết. Đó là vấn đề khi mà chúng ta để cho cái trí nó lấn át. Cái thường gặp nhất là cái câu nói: cái gì tôi thấy thì tôi mới tin, còn tôi không thấy là tôi không tin. Nó dẫn đến cái chuyện là luân hồi quả báo mình đâu có thấy đâu. Thành ra ảnh nghi ngờ. Rồi cái chuyện là đi lên trên cõi trời, đi xuống dưới địa ngục, mình cũng không thấy luôn, thành ra ảnh cũng không tin luôn. Rồi ảnh đâm ra ảnh nghi ngờ, không biết kinh tạng truyền lại 2500 năm có khi nào bị xuyên tạc hay không. Rồi cái gì mà nó không phù hợp với cái tâm tư, tâm tình, suy nghĩ của ảnh là ảnh không tin. Ảnh cho rằng cái đó là bị đời sau thêm vào. Mà ảnh là người có trí nha, mà chính bởi vì trí nó quá tăng trưởng mà tính nó suy giảm, dẫn đến chuyện ảnh không tin một cái gì hết. Thành ra đó, giữa cái tính và cái trí đó, chúng ta phải cân bằng. Phụ nữ á, thì đẩy cái trí lên một tí ha, giảm bớt cái niềm tin lại, đừng có để niềm tin nó lấn át lý trí. Còn đàn ông á, thì phải tăng trưởng niềm tin một tí xíu, chứ đừng để cái trí á, nó diệt luôn cái niềm tin của mình. Cẩn thận. Rồi cái như là anh Tấn thì khi mà anh siêng quá, tấn tức là cái sự tinh tấn, anh tinh tấn quá thì sẽ làm cho cái định của mình ấy, nó bị lăng xăng. Và khi đó đó mình sẽ bối rối, bởi vì cái sự lựa chọn của mình nó không đi đến kết quả. Hoặc ấy, là khi mà mình trở nên lăng xăng ấy, thì cái chánh pháp, tức là sự lựa chọn của mình ấy, nó không còn chính xác nữa. Thành ra khi mà cái anh Tấn ấy, anh quá mạnh cũng không được. Hay là cái anh Định ấy, khi anh quá mạnh ấy, thì nó lại dẫn đến cái chuyện là hôn trầm. Cái định căn quá mạnh nó dẫn đến hôn trầm. Mà khi hôn trầm á, tâm của mình nó trở nên mơ mơ màng màng, thì khi đó mình cũng không đưa ra quyết định một cách đúng đắn được. Chính bởi vì như vậy đó, mình cần phải quân bình lại. Còn niệm là sự ghi nhớ thì không bao giờ là đủ, bởi vì trách nhiệm của ảnh là ghi nhớ, báo cáo lại để cho mình biết phải lựa chọn như thế nào. Cái thất giác chi là một cái nền tảng giáo lý rất quan trọng. Chính bởi vì như vậy, sự đặc biệt đi chậm ở chỗ này để giải thích rõ cho quý vị về thất giác chi. Rồi chúng ta tiếp ha. Hai cái ý tiếp theo là tránh xa người thiếu trí và gần gũi người nhiều trí. Cái người thiếu trí ở đây đó là những người gọi là những kẻ ngu ở trong Phật giáo. Nghĩa là sao? Thứ nhất, họ là những người phá giới, không có giữ giới.
Tại sao như vậy? Bởi vì khi chúng ta gần gũi người phá giới không giữ giới đó, họ sẽ biện minh cho cái sự không giữ giới của họ, và nó sẽ dẫn đến cái chuyện chúng ta có những sự lựa chọn sai lầm. Họ sẽ giải thích để cho chúng ta thấy là trong một số trường hợp sự phá giới là chấp nhận được. Rồi khi chúng ta gần gũi họ đó, thì chúng ta cũng có cái suy nghĩ là sự phá giới là chấp nhận được. Rồi từ đó chúng ta sẽ có những quyết định sai lầm. Cái kẻ ngu còn là người không biết cái vị trí của mình. Tức là sao? Cái chuyện là thuộc trách nhiệm của họ thì họ không làm, còn cái chuyện mà không thuộc trách nhiệm của họ, họ nhảy vào, họ dẫm chân người khác, họ làm. Cái chuyện nên làm họ không làm, cái chuyện không nên làm họ lại làm. Họ không biết cái vị trí của mình thì đó là kẻ thiếu trí. Mà nếu như mình gần gũi họ đó, thì họ sẽ truyền nhiễm cho mình những cái quyết định như vậy. Rồi cái người thiếu trí đó là cái người sống ác, người không có sống thiện. Mà khi chúng ta gần gũi họ đó, họ sẽ truyền nhiễm cho chúng ta những cái suy nghĩ như vậy. Rồi khi chúng ta đối diện cần phải chấp pháp, chúng ta sẽ có những lựa chọn sai lầm. Ví dụ như họ quan niệm nhịn là nhục, người ta mắng mình phải mắng lại, người ta đối xử với mình một là mình phải trả đũa người ta gấp 10. Và mình ở gần riết mình ô nhiễm theo, và mình sẽ có quyết định sai lầm. Thành ra đó, cái chuyện mà tránh xa người thiếu trí đó, nó giúp cho chúng ta tránh đi những sự quyết định sai lầm. Rồi gần gũi người nhiều trí thì đương nhiên họ sẽ cho chúng ta những quyết định đúng đắn. Và cái điều cuối cùng á, là chúng ta phải có sự chuyên tâm khi thực hành các pháp bên trên. Bây giờ chúng ta qua tiếp đến cái tinh tấn giác chi ha. Tinh tấn giác chi có nghĩa là sao? Tinh tấn nghĩa là sự nỗ lực, sự cố gắng. Nhưng mà để gọi là tinh tấn giác chi thì nó phải là sự nỗ lực, sự cố gắng nhằm mục đích giác ngộ giải thoát thì mới gọi là tinh tấn giác chi. Còn khi mà mình chỉ siêng, ví dụ như siêng kiếm tiền, thì không gọi đó là tinh tấn giác chi. Hoặc sư nói chung, tất cả các cái giác chi sở dĩ gọi là giác chi bởi vì mục đích của nó là nhằm giác ngộ giải thoát thì mới gọi là giác chi. Đương nhiên khi mà chúng ta có sự quyết định thì chúng ta phải hành động. Thì cái anh mà quyết định, cái anh mà nỗ lực hành động đó đó là trách nhiệm của anh tinh tấn. Nó giống như chúng ta biết là chúng ta phải đi ngủ sớm, chúng ta quyết định đi ngủ sớm, nhưng mà chúng ta vẫn mở điện thoại ra,
Quyết định là một chuyện, còn làm là chuyện khác. Do đâu? Do chúng ta không có sự nỗ lực thực hành quyết định đó. Hoặc là chúng ta quyết định hôm nay sẽ học bài, nhưng mà chúng ta vẫn không chịu học. Là do đâu? Do chúng ta không có sự nỗ lực để thực hiện các cái quyết định đó. Chính bởi vì như vậy, cái tinh tấn giác chi nó sẽ hỗ trợ cho ánh trạch pháp giác chi. Khi mà anh trạch pháp giác chi ảnh đã đưa ra quyết định thì anh tinh tấn, ảnh sẽ là người thực hành quyết định đó. Cho nên khi mà chúng ta, ví dụ như khi chúng ta muốn bố thí, chúng ta quyết định là chiến thắng sự bỏng sẻn, chúng ta bố thí, thì chúng ta phải có sự nỗ lực mở cái bóp ra. Đó, thì chúng ta mới bố thí được. Rồi chúng ta ở đây có 9 cái pháp để trợ sanh tinh tấn giác chi. Đầu tiên á, là chúng ta nghĩ về những cái cảnh khổ, nghĩ về sự đáng sợ ở các cảnh giới sa đọa như là địa ngục. Hãy suy nghĩ về nó. Giống như ở cái bài trước, khi mà chúng ta học về các cái lậu hoặc cần được diệt trừ bằng kham nhẫn, thì một vị khi mà vị đó hành thiền giữa trời đang nóng như đổ lửa, vị ấy có sự suy tư rằng cái nóng mà ta đang chịu đây nó không là cái gì so với cái nóng ở địa ngục. Nhờ như vậy vị ấy nỗ lực tinh tấn để tiếp tục hành thiền. Hoặc là khi vị tỳ kheo ngồi hành thiền dưới cái lạnh tuyết đổ nửa người, vị ấy suy tư rằng cái lạnh mà ta đang phải chịu đây nó không là cái gì so với cái lạnh ở địa ngục. Chính bởi vì như vậy vị ấy vẫn tiếp tục nỗ lực hành thiền. Cho nên khi chúng ta làm các thiện pháp, đặc biệt là các thiện pháp hướng đến sự giải thoát, chúng ta sẽ trải qua rất nhiều những thử thách. Ví dụ như ngồi thiền thì đau chân, ngồi thiền thì nóng, rồi mỏi, rồi nhức, đủ thứ hết. Thì chúng ta phải suy tư. Bây giờ đó, những cái đau, những cái mỏi này đó, những cái nhức này nó không là cái gì so với cái đau, cái mỏi, cái nhức ở địa ngục. Thì như vậy mình phải nỗ lực tinh tấn. Hoặc là sáng sớm là cái giờ mà mình phải thức dậy để tụng kinh, thức dậy để hành thiền. Mà bây giờ mình muốn nằm ngủ thì mình phải suy tư. Giờ này nè, là biết bao nhiêu những con bò, con dê, con heo, con gà nó bị lùa vào lò mổ để kịp giờ chợ sáng. Mà nếu như mình vẫn nằm ườn như thế này, nhắm mắt, mở mắt, thấy nằm ở trong cái chuồng là đã quá muộn rồi. Hoặc là khi mình đang nằm ườn ra đó, mình đang coi điện thoại, đang coi tivi, mình đang hưởng thụ các cái dục lạc thế gian, phải biết suy nghĩ. Bây giờ nè, mà mình hít hơi một cái, mình đi xuống địa ngục, hoặc mình chui xuống dưới cống, chui xuống dưới hang, chui xuống dưới rãnh, thì nó muộn. Tất cả những cái mình đang hưởng thụ như vậy
Nó chỉ có thể hưởng thụ khi còn ở cõi người thôi. Nhưng vốn dĩ thế sự vô thường, mình không biết mình chết lúc nào. Mà khi chết rồi, mình phải sa đọa xuống các cảnh khổ. Hãy nghĩ về sự đáng sợ của các cảnh khổ, nhờ như vậy mình tinh tấn hơn. Cái tiếp theo đó là phải nghĩ về con đường mà mình đang đi. Mình đang đi trên con đường nào? Nếu như mình đang đi trên con đường xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì mình không cần phải tinh tấn, cứ tiếp tục chơi bời như xưa giờ, cứ tiếp tục lười biếng như xưa giờ, không cần phải tu gì hết. Thì khi đó con đường mà mình đang đi là con đường dẫn đến các khổ cảnh. Còn nếu như mình muốn con đường của mình dẫn đến cõi người, cõi trời, thì mình phải nỗ lực giữ năm giới, nỗ lực hành các thiện pháp. Có câu ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ kiệt, tức là khi mình không có sự cố gắng giữ gìn năm giới thì cánh cửa trời người đóng lại, con đường đi đến trời người là chấm dứt. Chính bởi vì như vậy, khi mà các sư Nam Tông cho Phật tử thọ giới luôn luôn nhắc nhở: các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh đi về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư Phật tử hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Mình muốn cái gì thì cũng phải giữ giới. Cho nên muốn được hạnh phúc, muốn được an lạc thì mình phải nỗ lực. Nỗ lực gì? Nỗ lực giữ giới, nỗ lực làm các thiện pháp. Cũng giống như chúng ta muốn có tiền thì chúng ta phải siêng, phải nỗ lực đi làm. Thì chúng ta muốn có phước, chúng ta muốn đi lên, chúng ta cũng phải nỗ lực làm thiện. Rồi đó là chưa kể, muốn giải thoát giác ngộ thì chúng ta càng phải nỗ lực gấp nhiều lần để chúng ta tu tập vun bồi công đức, vun bồi các thiện pháp. Cụ thể là thực hành theo thức giác chi bát chánh đạo. Chứ còn miệng thì mình nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, mà mình vẫn cứ chơi bời như ai mà đoạn cái gì. Muốn giác ngộ giải thoát, muốn độ chúng sanh, mình phải nỗ lực gấp nhiều lần. Không bao giờ có chuyện cái kiểu hành nó tàn tàn như thế này mà đưa đến sự giác ngộ giải thoát được. Khi mình có sự suy tư hợp lý như vậy, mình sẽ nỗ lực tinh tấn hơn. Rồi cái thứ ba đó là chúng ta phải nghĩ về ân đức của người đã cúng dường hộ độ ta. Cái này đó nó bao gồm cả người tại gia lẫn người xuất gia. Ở trong chú giải thì chỉ nhắc đến người xuất gia thôi, nhưng sư nghĩ là cái người tại gia cũng cần có cái này. Đối với người tại gia đó, tức là cư sĩ của quý vị đó, chúng ta nên suy tư. Cha mẹ đã nỗ lực để nuôi sống mình, mình phải có lòng biết ơn. Mà muốn
tri ơn, muốn trả ơn cho cha mẹ mình được, mình phải nỗ lực để thờ phụng cha mẹ của mình, phải nỗ lực để chăm lo cho cha mẹ của mình. Các bậc hiền nhân, các vị Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp, khi các ngài còn là cư sĩ tại gia, các ngài vẫn đi làm, nhưng cái mục đích đi làm kiếm tiền của các vị Bồ Tát là gì? Để nuôi cha mẹ. Hết. Nếu như có vợ con là để nuôi nấng vợ và con. Chứ sư chưa bao giờ đọc thấy ở trong kinh tạng và chú giải nói rằng các vị Bồ Tát đi làm kiếm tiền là để hưởng thụ thì không bao giờ có. Cho nên mình phải nghĩ đến cái ơn của những bậc sinh thành ra mình. Nhờ như vậy mình nỗ lực, mình tinh tấn, mà mình muốn giúp cho cha mẹ của mình sanh thiên thì mình phải nỗ lực hơn gấp rất nhiều lần. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói một người vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi hết khắp quả địa cầu, dù cho cha mẹ có tiêu tiểu lên trên người của mình, vẫn hoan hỷ phục vụ, không một lời oán trách, và đầy đủ tất cả tứ vật dụng bao gồm cơm, nước, y phục, chỗ ở. Người làm như vậy suốt cả một đời vẫn không thể nào trả được ơn của cha mẹ. Nói để cho quý vị biết, cái chuyện quý vị cày như con trâu để lo cha mẹ tốt vẫn là tốt, nhưng chưa đủ. Ở đây Đức Thế Tôn nói tiếp: nhưng đối với những ai cha mẹ chưa có niềm tin nơi Tam Bảo, giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi Tam Bảo. Cha mẹ bỏng sẻn, giúp cho cha mẹ biết bố thí. Cha mẹ không biết giữ giới, giúp cho cha mẹ có giữ giới. Cha mẹ có tà kiến, giúp cho cha mẹ có chánh kiến. Thì người như vậy là đã trả ơn được cho cha mẹ của mình rồi. Ai có thử thì mới biết cái chuyện đó nó khó tới cỡ nào. Mình đi học đạo mình có chánh kiến, nhưng nếu lỡ cha mẹ chưa có chánh kiến, muốn thay đổi được để cho cha mẹ có chánh kiến nó khó vô cùng. Rồi cha mẹ chưa giữ được giới, mình muốn cha mẹ giữ giới nó cũng khó vô cùng. Mà chính bởi vì như vậy, mình suy nghĩ như vậy, cho nên mình phải càng cố gắng hơn. Nếu mình không cố gắng thì làm sao mình trả được ơn cho cha mẹ bây giờ. Đấy. Rồi chúng ta lại nghĩ đến cái ơn của Tam Bảo đã dạy cho chúng ta rất là nhiều điều, rất là nhiều chuyện. Nhờ có Tam Bảo chúng ta biết được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, biết được con đường đi xuống và biết được con đường đi lên, biết được con đường đi vào và biết được con đường đi ra. Và để đền ơn thì chúng ta phải nỗ lực, chúng ta học pháp, nỗ lực chúng ta hành thiện. Cho nên đối với hàng cư sĩ thì phải có sự suy tư về những người đã giúp đỡ mình, không bao hàm cha mẹ Tam Bảo mà còn có những con người khác, còn có rất nhiều những sự giúp đỡ khác, mình đều phải biết suy tư, và nhờ vậy mình có lòng tinh tấn. Còn đối với tu sĩ
thì phải nghĩ đến cái ơn của người Phật tử đã nuôi mình. Người ta đổ mồ hôi, đổ công sức, có khi có cả máu và nước mắt của họ nữa, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, vì niềm tin đối với Tam Bảo mà bố thí cúng dường mình. Người ta đem số tiền đó, người ta cho tên ăn mày đó, tên ăn mày cúi đầu cảm ơn người ta, mà người ta đem số tiền đó, người ta cúng dường cho mình, người ta quỳ, người ta lạy mình. Mình phải nghĩ đến cái ơn của người cư sĩ, nhờ như vậy mà mình tinh tấn hơn. Bởi vì nếu như mình không nỗ lực tu hành thì làm sao mình trả được cái ơn đó bây giờ. Cho nên người tu sĩ phải thường xuyên nhớ nghĩ đến cái ơn của Phật tử đã nuôi nấng cúng dường. Nhờ như vậy mà vì đó trở nên tinh tấn hơn. Và ngày hôm nay chúng ta học tới đây thôi, hôm sau chúng ta học tiếp. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên ngự xung quanh nơi đây, và bất kỳ các cái loài quốc mặt có lòng hướng về nơi đây với lòng cầu phước, cầu mong cho tất cả quý vị được phép thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Mời quý vị chắp tay đọc hồi hướng theo sư. Y đăng mê bùn nhân, Niết bàn sa, Phật cha vô, hồ tu, y mang nô, bùn nhà phà găng, sắp ba sát tà năng, đề ma, sa thu, sa thu, sa thu. Chúc quý vị an vui. Idam me punyang asavakaya vaham hotu. Idam me punyang nibbanasa paccayo hotu. Mamang punyam pagang sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.